Audio hay xin chào bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một mẫu loa, đó là Tenmesin A166. Mẫu loa này thì cả nhà thấy nó quen không? Quen đúng không? Nó là đàn em của mẫu Tenmesin A168. Mẫu A168 thì khi mà ra mắt cái là có khách tới hốt liền luôn. Đó là bây giờ bên mình và tiếp A166, tại vì có vẻ như mọi người cũng khoái những cái mẫu này. Tuy nhiên là có một điểm mà nó chưa được hài lòng mọi người lắm ở chỗ là tại vì nó là hàng nội địa, nên là ở phía bên cái bao mạch nó chủ yếu là tiếng Hoa, hàng nội địa của bên Trung Quốc luôn, có dán cho chúng ta một vài cái miếng tiếng Anh, nhưng mà trên này thì cũng không có ha, nên là mọi người chịu khó khi mà dùng cái mẫu loa này thì chúng ta phải chấp nhận là gọi là dùng một vài bữa cho nó quen là chúng ta sẽ biết lúc nào hết. Và chúng ta thấy là ở đây chúng ta gồm là có 3 đường tiếng, gồm một chung, bass, một chép. Tuy nhiên là nó là loa gồm có tới 4 loa. Tại sao? Tại vì cái loa chung nó là một cái loa đồng trục, nó có thêm một cái loa trong này nữa. Nó có nhiều cái thiết kế mà nó khiến cho mình cảm thấy rất là đã, rất là cuốn hút, rất là hiện đại. Chúng ta thử thấy nè, có tay kéo ở trên. Và phía bên cạnh là bo mạch. Thì bo mạch cũng được thiết kế theo một cái phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng mà rất là hiện đại. Có cái nút an toàn trong chế độ trực tiếp nè, chúng ta bấm qua. Rồi cho chúng ta là hai cộng mic, hai cộng guitar. Nhưng mà điểm hay ở đây là gì? Chúng ta có thể điều chỉnh được cả hai guitar vol riêng và điều chỉnh được hai mic rồi dày riêng luôn. Rất là tuyệt vời. Và nó chuyên, cái này phải nói là nó thiết kế mình thấy là nó chuyên cho những ai mà chúng ta biểu diễn ngoài trời. Đúng luôn cái câu này. Tại sao? Chúng ta có này, điều chỉnh được âm chung của nhạc và âm chung của mic. Đó. Và chúng ta thấy nè, cái bảng bo mạch của nó, cái bảng led của nó cũng rất là xịn nè. Có cổng cắm USB thẻ nhớ thông thường ha. Mẫu loa này thì độ hút micro rất là lớn. Bây giờ mình sẽ thử cái độ hút cho chúng ta thấy nè. Mình rất là bất ngờ. Cái mức âm lượng để hiện tại chỉ có 25% thôi. Đây chúng ta thấy nè. Nhưng mà chúng ta thấy là mình đang để cái micro nó cách cái miệng của mình là 20cm, mà mình nói rất là bình thường mà rất là to. Có thể nói là đây là một mẫu gọi là nhỏ mà có vỏ, là vỏ đỉnh luôn chứ không phải vỏ thường nữa. Nhưng mà cái mẫu này thì cái độ chống hú nó không có tốt, nên là nếu mà chúng ta muốn hát trong nhà thì chúng ta phải giảm mức âm lượng micro thấp xuống nữa. Mình sẽ để 10%. Đây, 10% thì được. Đó, nếu mà chúng ta hát trong nhà được ha. Còn phải nói là tăng lên 100% thì chắc mình để cái mic dài cả mét đó, nhưng mà cái đó sử dụng ngoài trời. Và công suất cũng rất là lớn, đánh lực mạnh, một hồi thử cho cả nhà chúng ta nghe. Bây giờ chúng ta sẽ mình sẽ thử hát một đoạn đi ha, xong rồi chúng ta qua phần kết nhạc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ hát karaoke để cả nhà chúng ta cùng cảm nhận. Mọi người thấy cái âm rất là lực luôn ạ. Mình thích cái điểm này nè. Có cái lớn lên là nó lên nhạc đánh đúng hả? Phải ngày buổi tối ngồi ngồi phiêu phiêu sướng không? Chúng ta hát cái khúc này theo quý vị em. Em ơi suốt đêm thao thương vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em đêm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đợi chờ nhiều lần chung ước mơ. Nhau ta cùng hứa quên đi chuyện năm xưa. Em biết chẳng em, đừng em nhớ em, tất cả là em.
xung vầy. Cầu mong sao cho trời sáng, ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thơm cho ta gần nhau hơn. Thầm chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa lối, khi thương mến nhau hai người hành á tránh sao bồi hồi. Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đồ, sương răng khi mơ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em giận hơn anh cha. Anh hiểu rồi đấy, khuya nay em về chẳng gây soi bóng. Ở bên ai liệu em có thấy vui điều không, hay em lại càng thấy nhớ anh. Bao nhung lụa giàu sang có giúp em bình yên, hay em chỉ khi tâm việc thử xong ổ loa nhỏ gọn công suất khủng này thì mọi người cảm thấy với mức giá chỉ có 3.350.000 thì nó mắc hay nó rẻ? Đừng quên bình luận xuống bên dưới để xem ai sẽ có góc nhìn phân tích tinh tế nhất. Cả nhà, khi mua hàng tại Tâm Việt chúng ta sẽ có được những ưu đãi cực kỳ khác biệt so với ngoài thị trường. Đầu tiên, sản phẩm sẽ được bao thu cũ đổi mới trọn đời, nghĩa là chúng ta mua về bất kỳ khi nào cảm thấy chán rồi cũng mang đến bao đổi. Số 2, sản phẩm luôn được kiểm tra kỹ càng cả về ngoại hình lẫn chất lượng âm thanh nhằm hạn chế tối đa lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất trước khi đưa đến tay khách hàng. Số 3, Tâm Việt cam kết đổi mới sản phẩm trong vòng 30 ngày mà không quan tâm lý do là gì. Thứ 4, cam kết bảo hành đúng với thời hạn, nhiệt tình kể cả trước và sau khi mua. Hết bảo hành vẫn hỗ trợ sửa chữa. Khách quý phát sinh bảo hành ở xa không nhất thiết phải gửi lo lên Tâm Việt sẽ gọi điện và gửi thẳng linh kiện xuống hỗ trợ ngay ngọn lẹ luôn. Cuối cùng, sản phẩm tại Tâm Việt luôn là chính hãng, bất kỳ khách quý nào phát hiện Tâm Việt nói xạo thì sẽ được tặng ngay 20 triệu đồng tiền mặt. Cảm ơn cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật về những video tuyệt vời sắp tới. Bye bye, hẹn gặp lại. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.